và anh chị chúng ta cập nhật ở đây một xíu. Ông già Noel hôm bữa em có đi về đây ban ngày, bây giờ thì được về đây ban đêm, nhìn một vài cái hình ảnh rất là lung linh sắc màu luôn anh chị, là im lìm phá sản luôn á. Biệt lúc ngày hôm nay, bên kia là một quán ăn lên đèn Noel cũng đẹp lắm, để em chạy về đó. Cũng khá đẹp anh chị. Thôi bao nhiêu cũng được anh chị, có là cũng vui rồi. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2021. Cũng gần sắp đến ngày Noel rồi anh chị. Noel là nhằm ngày thứ 7. Ngày 25 tháng 12 là nhằm ngày thứ 7 ha, chúng ta còn có một tuần nữa thôi. Em xin chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối cuối tuần thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe và một đêm an lành trong những ngày Giáng sinh gần kề. Ở phía trước anh chị đang nhìn thấy đây là khu vực Lăng Cha Cả, và em đang đứng ở ngay góc của con đường Lê Văn Sĩ và con đường Hoàng Văn Thụ. Thưa anh chị, đường Hoàng Văn Thụ đây, thì chúng ta quẹo trái, chúng ta đi về ngã tư Bảy Hiền, và năm xưa thì có tên là Võ Tánh. Còn bên phải đây, cầu vượt Lăng Cha Cả đó anh chị, chúng ta quẹo phải hướng này, hướng đi về sân bay, về chợ Bà Chiểu. Tối hôm nay thì em mời cô bác anh chị cùng với em, một mặt chúng ta cập nhật tình hình ở con đường Lê Văn Sĩ đây anh chị, ngày xưa là Trương Minh Ký, đoạn này Trương Minh Ký và Trương Minh Dạng nối dài. Tình hình khu vực buổi tối vui chơi nhộn nhịp, nhiều quán ăn, phố lên đèn, hồi sinh ra sao. Thứ hai nữa cũng muốn mời anh chị cập nhật một vài khu xóm đạo ở khu vực Trương Minh Dạng, Lê Văn Sĩ này thưa anh chị. Và bây giờ em bắt đầu lăn bánh, em quẹo ngược về con đường Lê Văn Sĩ thưa anh chị ha. Hy vọng các clip này sẽ có những cái giây phút thú vị cô bác anh chị cùng đi ngắm cảnh Sài Gòn với em. Buổi tối chạy ngang đây thấy rất là nhộn nhịp thưa anh chị, cho nên là muốn mời cô bác anh chị tham quan với em. Bây giờ cũng 8 giờ 30 phút rồi. Rồi, vị trí này thì em sẽ đi xuống hướng cầu Lê Văn Sĩ, cầu Trương Minh Dạng năm xưa thưa anh chị. Xe cộ nối đuôi nhau rất là đông, hàng quán thì rất là nhộn nhịp. Em xin nhanh qua đường. Ở đây thì chúng ta có những ngôi thánh đường như là Tân Sa Châu, Ba Chuông, Bùi Phát, rồi Vườn Xoài. Không biết tình hình đêm nay đèn đóm có bật hay không. Năm nay là một năm Giáng sinh mùa. Hàng quán cơm tấm bo mọc. Con đường đoạn này là Trương Minh Ký cũ thưa anh chị, ngày nay là Lê Văn Sĩ nối dài. Và mời anh chị cùng ôn lại một vài cái hình ảnh kỷ niệm cũng như cập nhật cái tình hình vui chơi ăn uống ở đây ngày hôm nay. Khu này thì hàng quán rất là đông và các cái tiệm quần áo thời trang cũng nhiều thưa anh chị. Đây một quán buổi tối lên đèn nhấp nháy ha, các cái đèn led nhìn rất là nổi bật. Anh chị có thể thấy rất là nhộn nhịp ha, quần áo đó người ta bày ra đường đổ đống bán. Bây giờ là gần cuối năm rồi. Ở đây chúng ta có cái bụng binh, bên tay phải em là con đường Ngô Thị Thu Minh chạy về chợ Phạm Văn Hai, về đường Phạm Văn Hai ngày xưa là Thoại Ngọc Hầu. Hướng bên này chúng ta có Bùi Thị Xuân nữa anh chị, Bùi Thị Xuân Tân Bình. Còn góc này chúng ta có con đường Nguyễn Trọng Truyện này, ngày xưa là Nguyễn Minh Chiếu. Chúng ta chạy về đường Phan Đình Phùng, Phú Nhuận.
Còn con đường Bùi Thị Xuân bên mé tay phải em thì chạy về kênh Nhiêu Lộc. Rồi, em băng qua cái vùng bên này. Ở đây bên góc phải của em ở đây là con đường Bùi Thị Xuân đây. Đó, có một vài cái hang đá ở đây khá là đẹp. Và đây là cái khu phố ốc anh chị, phố ốc ha. Tối ở đây bán ốc rất là nhộn nhịp. Này, quán ốc này. Ở đây là cái hang đá đây. Em mời anh chị cập nhật một vài cái hình ảnh hang đá lung linh ban đêm ha. Khu xóm đạo Lê Văn Sĩ. Này. Lên đèn. Lê Văn Sĩ, Bùi Thị Xuân. Con đường Bùi Thị Xuân về đêm nó nhộn nhịp lắm anh chị. Em mời anh chị ghé vào một chút xíu ha. Em thấy có văn đèn. Rồi ăn uống rất là nhộn nhịp ở đây. Đèn lấp lánh lấp lánh. Ở dưới thì có một cái khu đang dựng rạp, em cũng không biết là để làm gì. Ở trên thì anh chị thấy nhà hầu như người ta đều giăng đèn hết ha. Rồi em quay ra, ở đây là có đám tang. Đây người ta cũng đều giăng đèn. Năm nào em ghé về đây thì thấy cũng rất là đẹp thưa anh chị. Có một cái đám tang cho nên là con đường Bùi Thị Xuân bị ngăn lại. Đây, em chạy ra lại đường Lê Văn Sĩ nha anh chị nha. Chúng ta cùng đi hướng về nhà thờ Tân Sa Châu trước. Lung linh. Một năm cũng khá là vất vả, khó khăn, rồi bệnh tật tràn lan rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau ngắm một vài cái hình ảnh về đêm với những cái ánh đèn Giáng sinh về. Đó, bên kia cũng một dãy nhà cho thuê, kiếm không ra người thuê. Con phố này cũng nhiều quán đóng cửa tối nay ghê anh chị. Quần áo 55k một cái, 55.000 một cái. Quần áo giá rẻ. Hôm nay thì Hà Nội ghi nhận số ca cao nhất cả nước thưa anh chị. Tiếp đó là Hồ Chí Minh này, Sài Gòn mình đó, rồi Cà Mau. Hôm nay Sài Gòn mình ghi nhận là hình như 56 ca tử vong thì phải. Đang còn rất là nhiều anh chị ha. Rồi ở đây thì chúng ta có giáo xứ Tân Sa Châu. Đây anh chị, bên phải của em nè. Bên trái đây thì có một cái quán người ta đang hát nhạc acoustic nè anh chị. Đó, anh chị có thể nghe thấy âm thanh nhạc chưa. Rồi ở đây thì em mời anh chị chúng ta nhìn một vài cái hình ảnh của đêm Noel. Ở đây anh chị ha, em đứng góc này có cây thông, cái cây thông rất là cao, rất là đẹp. Một vài cái hình ảnh như thế này, ông già Noel rất là lớn, ông già Noel rất là lớn luôn anh chị. Đó, có hai ông già Noel nho nhỏ bên cạnh nữa. Rồi bây giờ em mời anh chị đi ra nha, vừa tắt đèn. Hay ghê luôn anh chị, vừa tắt đèn luôn. Quán nhạc acoustic. Ở đây là con đường Phạm Văn Hai đấy anh chị. À, ngày xưa là Thoại Ngọc Hầu. Ở bên trái thì anh chị sẽ chạy về con đường Nguyễn Trọng Tuyển này, về Hoàng Văn Thụ này. Bên phải đây thì anh chị sẽ chạy về khu vực chợ Phạm Văn Hai anh chị nha, về ông Tạ luôn. Buổi đêm anh chị thấy rất là đông. Lê Văn Sĩ này ngày hôm nay cũng rất là nhộn nhịp anh chị. Mình
mình mới vừa đi qua giáo xứ Tân Sa Châu rồi. Đây là quán nhà hàng quá ngon và cũng quá đông luôn anh chị, không tối lên đèn nhộn nhịp, quán ăn quán kem. Bây giờ 8:30 rồi, không biết những ngôi nhà thờ khác ở khu vực này đã còn bật đèn không. Hôm nay em đi về đây thì hơi muộn, có quán phá sản rồi đó. Tối con đường Lê Văn Sĩ lên đèn rất là đẹp anh chị, lung linh. Bên phải em có phở Phú Vương, quán phở này rất là đông nha, trong dịch bán cũng rất là đông, ồ ăn bên trong quá trời. Đó, nhà này cũng dãy phố con đường Trương Minh Dạng này về ban đêm có thể là gợi nhớ đến anh chị một vài cái hình ảnh kỷ niệm ngày xưa, quán nhậu đông nghe ha. Đây là quán bún mắm, nhà bún mắm cho thuê ngày xưa rất là đông khách anh chị. Bên này trang trí Noel cũng đẹp ghê, em chỉnh cái camera chút xíu. Rồi em mời cô bác anh chị cùng lang thang tiếp tục đi xuống ở dưới nhà thờ Ba Chuông anh chị nhé. Ở đây là quán karaoke Kingdom. Rồi đó rồi. Con phố Lê Văn Sĩ Trương Minh Dạng này ngày hôm nay đã hồi sinh một phần nào rồi. Tuy nhiên thì anh chị có thể thấy là rất là nhiều quán vẫn còn trong cái tình trạng là im lìm, phá sản luôn á. Biệt lúc ngày hôm nay. Bên kia là một quán ăn lên đèn Noel cũng đẹp lắm, để em chạy về đó. Đây là anh chị không, Trương Minh Dạng te tua luôn, Lê Văn Sĩ te tua luôn. Bên tay trái của em là quán nhà hàng Hương Cao. Để em chạy tới đối diện đi, nhìn cho nó đẹp. Đây anh chị ha, trang trí đèn lung linh lấp lánh, chỉ có mùa Noel thôi, bình thường thì cũng không có trang trí như thế. Wow, em ve lại chút xíu anh chị, em đi ngang một con hẻm thấy trang trí Noel rất là đẹp. Hẻm này là hẻm xem hẻm số mấy, 305 Lê Văn Sĩ. Cái này là nhà hàng hay sao ấy chứ, đó. Đó trang trí anh chị thấy chưa, nhà hàng trang trí chuông ngân vang đó này. Rất là nhiều nhà trang trí ở đây rất đẹp anh chị. Rồi 305 một chút xíu thôi. Em mời anh chị đi ra, quay ngược lại, chạy về nhà thờ Ba Chuông, nhà thờ Đa Minh đó anh chị, Thánh Đa Minh. Chúng ta cũng còn có mấy ngày nữa đâu là tới Giáng sinh rồi, em cũng tranh thủ mời anh chị đi cập nhật đầy đủ những cái hình ảnh Giáng sinh Sài Gòn. Dù gì thì chúng ta cũng đã chạy qua một năm hết sức là khó khăn rồi, bây giờ là chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đón Giáng sinh bình thường anh chị. Tuy năm nay không có rình vang như những năm khác, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào gọi là không có đón Giáng sinh được.
nay tầm người ta đốt phong long nhiều. Đây, Coffee House, anh chị thấy không? Lê Văn Sĩ ngày hôm nay nhộn nhịp và rất đẹp. Tuy là nhiều cái hàng quán ế ẩm, đóng cửa cho thuê rất nhiều, nhưng mà những cái hàng quán còn lại thì bây giờ cũng bắt đầu hồi sinh một phần nào. À, bên mé tay trái của em đây là nhà thờ Ba Chuông, thưa anh chị. Không biết là còn cho vào hay không. Hôm nay cũng là ngày Chủ nhật, có thể là vẫn còn thánh lễ. Ở đây là con đường Đặng Văn Ngữ, anh chị. Năm xưa có tên là Huỳnh Quang Tiên. Ồ, nhà thờ Ba Chuông về đêm, anh chị thấy một cái màu lung linh. Thấy như bên trong đang rất đông, không biết có thánh lễ hay là gì. Có thể thánh lễ tối 8:30. Ở bên phải con đường Đặng Văn Ngữ này, anh chị sẽ đi về kênh Diêu Lộc ha. Bên trái anh chị chạy về con đường Nguyễn Trọng Tuyển đó, ngày xưa là Nguyễn Minh Chiếu. Em linh lệ ở đây cập nhật một vài cái hình ảnh của giáo xứ Ba Chuông đang có lễ anh chị. Đẹp, khá là đẹp, lung linh, một cái màu xanh nó huyền bí. Cũng như năm ngoái nha, như năm ngoái thì nhà thờ ở đây người ta vẫn gắn những cái thông ở xung quanh cái tường rào đó. Bây giờ đang có lễ thưa anh chị, chắc là em đợi một xíu hết lễ rồi mời anh chị cùng cập nhật sơ sơ với em khu vực nhà thờ Ba Chuông vào đêm ngày Chủ nhật này. Phía trước anh chị có thấy có bán bắp nổ rồi kẹo bông gòn. Đây anh chị, bắt đầu lễ ra nè, người ta bắt đầu đi ra. Bên trong là có trường Thánh Trung Tiểu học Thánh Thomas. Em chạy lên phía trước này, đứng chính giữa cái cổng đi vào. Đây anh chị, đang có thánh lễ ha. Chắc là hát kết lễ rồi đó. Anh chị có nghe ca đoàn đang hát không? Ôi, rất là lung linh. Nhà thờ Ba Chuông cho đứng ở đây, anh chị nhìn thấy cái khung cảnh không? Rất là lung linh. Màu xanh giống như ở dưới những cái khu vực thủy cung đó anh chị. Đang chỉ đèn, rất là đèn. Rồi bây giờ em đợi chút xíu, em chạy qua bên vô bên trong một chút xíu anh chị nha. Rồi em mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta vào ở bên trong một chút xíu nha. Em đứng ngay cái góc nào đó để chúng ta nhìn một vài cái hình ảnh đêm Noel anh chị. Nhà thờ Ba Chuông, phía trong có một cái ngôi sao rất là lớn luôn anh chị, từ trên chạy xuống. Và anh chị chúng ta cập nhật ở đây một xíu. Ông già Noel, hôm bữa em có đi về đây ban ngày, bây giờ thì được về đây ban đêm, nhìn một vài cái hình ảnh rất là lung linh sắc màu luôn anh chị. Gửi đến cô bác anh chị Noel năm nay, và đặc biệt là những ai mà không về được Sài Gòn, những cô bác anh chị chưa về thăm được Sài Gòn đợt này, thì em xin gửi đến những cái hình ảnh lung linh như thế này trong một buổi tối ngày Chủ nhật, thật sự rất là lung linh và đẹp thưa anh chị. Phía ngoài là khu vực đường Lê Văn Sĩ đó.
các cái bức tường anh chị có thể thấy không, trang trí rất là đẹp. Ở đây nữa nè, đèn lung linh. Đây là những cái bóng đèn ha. Rồi em đi qua cái vị trí này. Lung linh quá anh chị, những hàng cây thông ở đây. Wow, hang đá ở vị trí này. Em mời anh chị ngắm nhìn nha. Đây phía trên tháp. Wow, trong kia thì giáo dân người ta đang hình như là đang chờ để dạy tội anh chị, cho nên là chắc em không ghé vào được ha. Vào hang đá. Giờ tang lễ bước anh bơ vơ trở về. Thật sự lung linh thưa anh chị. Rồi em mời anh chị chúng ta đi ra. Và có thể là em cũng rời giáo xứ Ba Chuông để đi về những giáo xứ khác trên con đường Lê Văn Sĩ này. Wow, ở bên này thì có một cây thông. Đây thưa anh chị, một cây thông khá là lớn ở ngay chỗ này, chính giữa nhà thờ Ba Chuông. Rồi, em xin mời cô bác anh chị cùng rời nhà thờ Ba Chuông với em ha. Wow, đây là những cái hình ảnh tổng quan. Phía trước có bán đồ. Dạ, em xin mời cô bác anh chị chúng ta rời nhà thờ Ba Chuông. Chạy hướng này chúng ta sẽ đi xuống cầu Lê Văn Sĩ, Trương Minh Giảng thưa anh chị. Bây giờ 9 giờ tối rồi. Ở đây thì chúng ta còn đi ngang giáo xứ Vườn Xoài nữa. Rất là nhiều hàng quán người ta cũng đóng cửa, chưa có mở lại để buôn bán. Con phố này ngày hôm nay là nhộn nhịp sầm uất bậc nhất của khu vực
Phú Nhuận này, Tân Bình này, quận 3 đấy anh chị. Đây nhà này cho thuê quá trời luôn anh chị. Bên kia nữa cũng te tua cái khu nhà này ha, cho thuê mặt bằng 6,5 x 15. Con đường ở đây là con đường Huỳnh Văn Bánh đây anh chị. Huỳnh Văn Bánh lúc xưa là Nguyễn Huỳnh Đức. Bên mé tay trái chúng ta có con đường Trần Hữu Trang, có ngôi chợ Trần Hữu Trang luôn, ngày xưa là cái nghĩa địa phong thần đó anh chị. Rồi em tiếp tục mời anh chị đi qua khỏi con đường Huỳnh Văn Bánh này. Tới đây thì em tới cái đường ray xe lửa. Đường ray xe lửa này thì chạy cũng từ ga Sài Gòn ra Hưng về đây. Bên trái anh chị chạy vòng theo, chúng ta đi về khu vực cầu Hang Trong, cầu Hang Ngoài, Gò Vấp. Tối ở đây thì nhộn nhịp. Bên phải em là có cái hướng đi vào giáo xứ Bùi Phát đây anh chị. Đây em quẹo vào giáo xứ Bùi Phát một chút xíu, con hẻm đây anh chị. Sát bên hông của đường ray, em cũng không biết là tối hôm nay Bùi Phát có lên đèn hay không, cứ đi thử thôi, cập nhật gửi đến anh chị rồi vì cũng gần Noel rồi. Ở đây người ta có dăng, đây là nhà người ta tự dăng thôi. Việt Nam thắng 4-0. Bắt đầu đoạn này thì tối thui rồi, em không biết là phía dưới có dăng đèn hay không nữa. Mời anh chị chạy một xíu nha, chúng ta đi về giáo xứ Bùi Phát. Hôm bữa em cũng đi ban ngày thì không có trang trí gì hết, hôm nay em đi ráng tranh thủ về ban đêm, không biết là có trang trí đẹp hay không. Đây phía trước là em thấy có đèn rồi đó, hy vọng thưa anh chị. Bùi Phát. Rồi chúng ta còn vườn xoài nữa là kết thúc những cái giáo xứ trên con đường này. Đây cũng có dăng đèn trước nhà, làm cái hang đá nhỏ xíu à. Cái này em cũng không biết có phải là hộ gia đình tự làm hay không đây. Nè. Mấy năm trước thì khu vực này rất là sáng đèn, đẹp lắm anh chị. Đây này, con hẻm bên trái của em sáng đèn đẹp lắm. Năm nay thì anh chị thấy là chỉ có hộ gia đình người ta tự làm thôi ha. Tự làm ở đây thôi. Rồi, em cũng đi theo cái con hẻm này. Hẻm này là 1074 Trường Sa ha. Nhà người ta tự làm. Lúc trước ở đây trời ơi rất là đẹp luôn, như ở cái sân khấu vậy á. Năm nay thì vắng. Em năm nay giáo xứ Bùi Phát không làm gì nhiều. Đây có nhà người ta dăng đèn ở đây thôi. Đây là nhà thờ Bùi Phát đây anh chị. Năm nay thì cũng đang còn sửa lại đó, cái sấm đạo. Ở đây có quán nhậu ha. Đây phía trong này mời anh chị cập nhật với em một vài hình ảnh ngay chợ này. Chỉ có dọc theo con đường này thì em thấy có đèn. Cũng khá đẹp anh chị. Thôi bao nhiêu cũng được anh chị, có là cũng vui rồi. Em sợ năm không có cũng buồn. Đây là tại Đức Mẹ Bùi Phát. Hướng này ra đường Trường Sa đó anh chị. Đây người ta giờ mới dọn hàng vô nè. Hình như có mỗi cái con hẻm này là trang trí đèn, mấy con hẻm khác em hầu như em không thấy. Đẹp quá anh chị.
đứng đây một xíu nha. Đó, dọc cái con hẻm này trang trí đèn rất đẹp anh chị thấy không? Bên tay trái của em cũng không có nè, bên tay phải thì có một đoạn này là vào giáo xứ Bùi Phát. Hy vọng cập nhật gửi đến cô bác anh chị một vài hình ảnh như thế này, biết đâu có những cái hình ảnh kỷ niệm ở đây. Cách mỗi vài ba nhà thì người ta có một cái thông như thế này, trông cũng lung linh chứ anh chị, sáng đèn lên cũng đẹp. Rồi ở đây là coi như là hết rồi đó, không có trang trí nữa anh chị thấy không? Đây là đi ra đường Lê Văn Sĩ luôn, đây có cái hang đá nhỏ nhỏ. Như vậy thôi, đơn giản. Rồi bây giờ em chạy ra đường Lê Văn Sĩ thưa anh chị. Đây cũng có một cái cây thông cũng đơn giản luôn. Chợ Bùi Phát. Có ốc 30k. Em thấy có con hẻm này có thể đi ra được nè. Đây anh chị, hẻm này nó hơi nhỏ một tí nhưng mà cũng đâm thẳng ra đường Lê Văn Sĩ được. Mà thấy phía trước có đèn sáng quá trời lung linh. Các có quán ăn đó, người ta lên đèn đó anh chị. Em chạy ra cái ngõ này là hẻm 483. Đây, một quán ăn. Em chạy ra Lê Văn Sĩ thưa anh chị. Đoạn này là chắc Trương Minh Giảng rồi. Rồi em vừa phải anh chị nha. Bên trái của em ha, các bạn trẻ. Vui chơi về đêm. Ồ, nhạc rồi. Nhộn nhịp ghê luôn. Ở đây bên phải của em là giáo xứ Vườn Xoài. Em dừng lại một chút xíu để anh chị cập nhật hình ảnh ha. Giáo xứ Vườn Xoài năm nay làm rất là đơn sơ, không bên trong cũng không có hang đá luôn, không có hang đá luôn, chỉ có những cái đèn ở bên ngoài như thế này thôi. Em vẫn lang thang trên con đường Lê Văn Sĩ, đoạn này là Trương Minh Giảng thưa anh chị. Chú bảo vệ vui quá nha. Bây giờ thì Sài Gòn mình từ từ khôi phục lại những cái hoạt động. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều vị trí tê tái lắm. Em mới vừa đi qua rạp Minh Châu ngày xưa, em quên lia cho anh chị xem, đi qua mất tiêu rồi. Bên trái em ở đây có trường Trần Quang Diệu nè, chúng ta sắp tới ngã tư Trần Quang Diệu với Lê Văn Sĩ thưa anh chị. Ở đây thì em đang đứng là nó thuộc quận 3 rồi, phường 14 bên tay trái. Bên tay phải là
em coi thử xuồng máy. Đây là phải nhìn anh chị, nhìn cái bảng hiệu nhà người ta mới thấy được phường 13. À, đây là con đường Trần Văn Diệu ha. Ở đây có một nhà thờ Tin Lành, chị thấy đèn led dần lên trên xuống dưới không? À, thì ngay vị trí này là Trần Văn Diệu, bên phải anh chị quẹo về cống Bà Xếp về khu vực ga Sài Gòn. Bên trái chúng ta nối liền với con đường Trần Huy Liệu ngày hôm nay, năm xưa là Trương Tấn Bửu đó anh chị. Hôm nay thì em giờ lại đi qua cầu Lê Văn Sĩ, là cầu Trương Minh Giảng năm xưa. À, lúc nãy thì em vừa mới đi ở bên kênh Du Lộc, rất là đông nhộn nhịp lắm. Còn bây giờ thì em và anh chị đi lên cầu Trương Minh Giảng, chúng ta hướng về đường Kỳ Đồng. Bên kia là Trần Quốc Thảo, ngày xưa cũng là Trương Minh Giảng luôn anh chị. Đây bên phải em lại chợ Nguyễn Văn Trỗi ngày hôm nay đây. Tối thì đóng cửa im lìm rồi, không có buôn bán chợ ở đây. Một vài sạp trái cây. Đây quán nhậu đây, Đồng Đen quán nhậu đây. Quán nhậu cầu Lê Văn Sĩ, Trương Minh Giảng. Đây cầu Lê Văn Sĩ về đêm anh chị, em băng qua cầu luôn, đi xuống con đường Trần Quốc Thảo ngày hôm nay, năm xưa là Trương Minh Giảng, nối dài tới con đường Võ Văn Tần, ngày xưa là Trần Quý Cáp. Và khu vực này chúng ta có ngã ba đường Kỳ Đồng. Kỳ Đồng bên phải của em thì chúng ta sẽ chạy về nhà thờ Kỳ Đồng dòng Chúa Cứu Thế, ngay khu vực Nguyễn Thông đi về ga Sài Gòn. Em mời anh chị vào phải luôn nha, lâu lâu có dịp đi ngang đây, chạy một tí con đường Kỳ Đồng về đêm xem như thế nào. Dòng Chúa Cứu Thế thì hôm trước em có đi rồi, chà bây giờ 9 giờ mấy đóng cửa hết trơn, cũng vắng lặng quá. Bên phải của em ở đây là có phở Anh. Phở Anh rất là nổi tiếng, ngay khu vực này khách đông quá trời. Sài Gòn về đêm xe lạnh 9 giờ. Một vài cái hình ảnh như thế này gửi đến anh chị. Bên phải em có chùa. Chùa Minh Đạo thưa anh chị. Đi vào miếng gà Kỳ Đồng. Đây chúng ta có con đường này là đường Trương Định, bên trái có ẩm thực Hai Lúa này. Tối lên đèn cũng rất là đẹp. Trương Định này vào phải chúng ta lại đi ra khu vực kênh Diêu Lộc. Ta chạy tới ngã tư phía trước là con đường Bà Huyện Thanh Quan. Mấy ông này ngồi ăn nhìn cái mặt thấy tếu quá trời anh chị. Bên phải em ở đây hình như có mì Chú Tắc này. Em chưa ăn lần nào nhưng mà nghe đồn cũng ngon, nghe đồn thôi anh chị. Tới phía trước là Bà Huyện Thanh Quan với nhà thờ Kỳ Đồng dòng Chúa Cứu Thế.
và dòng Chúa Cứu Thế bây giờ thì chắc tắt đèn rồi, 9 giờ mấy tắt đèn. Ngay vị trí này thì chắc là em cũng xin được tạm dừng các clip thưa anh chị. Hôm nay thì đi về một ngày ban đêm để cập nhật cái tình hình đèn sáng như thế nào, có mở hay không các khu sống đạo trên con đường Lê Văn Sĩ, Trương Minh Dạng ngày xưa. Và gửi đến anh chị những cái hình ảnh Noel năm 2021, một mùa Noel khá buồn. Ở đây thì em xin được chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối an lành với thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế bây giờ tối thui rồi, dọn dẹp luôn rồi. Phía trước là con đường Nguyễn Thông thưa anh chị. Bên phải chúng ta đi về ga Sài Gòn. Bên tay phải của em ở đây còn có câu lạc bộ bơi lội Thì Đồng nữa. Như một lời chia tay trong các clip này gửi đến cô bác anh chị, em xin tạm dừng các clip ở đây. Bye bye.